Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Danh ca Thanh Lan, bi kịch hôn nhân thiếu gia, mỹ nhân đình đám sai thành xưa. Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1948 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Thời nhỏ Thanh Lan học tại trường trung học phổ thông Medicori. Sau đó, bà theo học Đại học Văn khoa Sài Gòn và tốt nghiệp năm 1973. Sau năm 1975, Thanh Lan ở lại Việt Nam tiếp tục ca hát và đóng phim. Cuối năm 1993, bà sang định cư tại California, Hoa Kỳ. Bà là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Ca sĩ Thanh Lan nổi tiếng với các ca khúc Pháp, là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thời kỳ đầu của nhạc trẻ ở Sài Gòn. Với điện ảnh, bà đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Tiếng hát học trò, Ván bài lật ngửa. Bà được xem là một hiện tượng của thời ấy. Thanh Lan được coi là hiện tượng của làng giải trí Sài Gòn. Trước năm 1975, Thanh Lan không chỉ là một cái tên nức tiếng của làng nhạc mà còn là nữ diễn viên đình đám của màn ảnh và mỹ nhân tình trường khiến cho giới báo chí khi ấy tốn nhiều giấy mực. Khi mới vào nghề, Thanh Lan là ca sĩ có giọng hát trong veo, gương mặt rạng ngời, đôi mắt lanh lợi và mang phong cách Tây hóa. Vì vậy mà Thanh Lan nhanh chóng tạo được dấu ấn và nổi tiếng đình đám trong giới đèn màu. Tuy nhiên cũng vì nổi tiếng quá sớm, sống theo phong cách Tây nên cô gái sở hữu giọng hát trong veo ấy cũng sớm vướng phải những thị phi, khiến cuộc sống của cô không trong veo như giọng hát mà buồn như những nốt nhạc trầm. Chuyện tình sóng gió tốn nhiều giấy mực. Dũng Long Biên là thiếu gia ăn chơi nước tiếng của giới Sài Gòn khi ấy. Dũng là con của ông chủ tiệm chụp hình, làm ăn phát đạt, nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Trong một lần du hí ở thành phố Mộng Mơ Đà Lạt, Dũng Long Biên gặp ca sĩ Thanh Lan, thiếu gia mỹ nhân, nhanh chóng quen nhau và trở thành đôi tình nhân tâm đầu ý hợp giữa thành phố ngàn hoa. Dũng Long Biên là một anh chàng điển trai, con nhà giàu và sở hữu vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Thế nên anh chàng này dễ dàng thu hút các cô gái trẻ, trong đó có Thanh Lan. Ở cái tuổi thanh xuân phơi phới, có cách sống tài hóa phóng khoáng, nên việc Thanh Lan nhanh chóng bị Dũng Long Biên cưu độ ở lần gặp đầu tiên cũng không có gì lạ. Sau những ngày tháng quấn quýt ở Đà Lạt, tình cảm của họ ngày càng gắn bó. Khi nam thanh nữ tú bên cạnh nhau giữa chốn mộng mơ như thành phố tình yêu Đà Lạt thì chuyện gì đến cũng phải đến. Họ ăn cơm trước kẽn nên phải nhanh chóng tổ chức đám cưới chạy bầu. Hồi ấy hai gia đình khá môn đăng hộ đối nên đám cưới của Dũng Long Biên và ca sĩ Thanh Lan được tổ chức hoành tráng, không chỉ trong giới văn nghệ sĩ mà mọi người ở Sài Gòn đều biết đến đám cưới của cặp đôi này. Thông tin kết hôn giữa cặp đôi thiếu gia và mỹ nhân giới đèn màu đã trở thành tâm điểm khai thác của truyền thông lúc ấy. Thế nhưng một đám cưới hoành tráng không thể đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau chuỗi ngày yêu đương mộng mơ, lãng mạn và đám cưới hoành tráng là những trận đòn đau đớn vì ghen. Hóa ra tính cách của Dũng Long Biên không giống như vẻ ngoài của anh ta, nên Thanh Lan nhanh chóng bị rơi vào hố sâu của những đắng cay tủi hờn. Là công tử nhà giàu nên Dũng Long Biên không thể trở thành người chồng lý tưởng như Thanh Lan kỳ vọng, và điều tồi tệ hơn cả khiến cho cuộc hôn nhân của họ trở thành địa ngục chính là tính ghen của chồng. Phải nói là Dũng Long Biên ghen một cách mù quáng, và bởi khi không hài lòng, Dũng sẵn sàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với Thanh Lan. Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Thanh Lan không chỉ đi hát mà còn tham gia đóng phim, và những cảnh mùi mẫn với bạn diễn trên phim cũng khiến cho Thanh Lan phải chịu nhiều đắng cay. Chuyện kể rằng khi Thanh Lan đóng phim Tiếng hát học trò, ngày phim ra mắt, Thanh Lan rủ chồng đi xem. Trong phim có cảnh Thanh Lan tình tứ với Bảo Ân, nhưng vẫn đóng cặp với bà. Về nhà không cần biết, Dũng Long Biên nổi ghen, thẳng tay đánh đập Thanh Lan, rồi bảo mặt vợ với tấm thân bầm dập lê lết trong phòng. Dũng đi trút cơm phiền muộn bằng việc nốc rượu say khướt. Không chỉ có vậy, Thanh Lan còn phải chịu đựng những trận đòn ghen sau mỗi khi bước xuống sân khấu, hay những trận phục kích đánh ghen đầy kịch tính. Vì những trận đòn ghen ấy mà cuộc sống của Thanh Lan trong suốt 2 năm là chuỗi ngày nước mắt, trầm uất hoảng sợ. Cuộc sống của bà khi ấy không khác gì địa ngục. Thế nhưng là một phụ nữ, Thanh Lan dù đã vỡ mộng về Bạch Mã Hoàng Tử, vẫn nỗ lực cứu vớt hôn nhân. Bà vẫn cần mẫn đi hát, đi diễn, kiếm tiền nuôi con và hy vọng một ngày nào đó chồng sẽ thay đổi. Tuy nhiên giang sơn giờ đổi, bản tính có dời. Dũng không những không cảm thông mà ngày càng ghen, khiến cho cuộc sống vợ chồng của họ ngày càng trở nên căng thẳng. Thế rồi khi không chịu được cuộc sống ấy, Thanh Lan đành nói lời chia tay với Dũng Long Biên, ôm con về với mẹ là bà Thái Di Lan. Trải qua cuộc hôn nhân nhiều cay đắng nên Thanh Lan rất mau nước mắt khi đảm nhận những vai bi hay hát những ca khúc buồn. Khi ấy chẳng phải Thanh Lan quá nhập vai mà khóc vì ngẫm về cuộc đời nhiều đắng cay của mình. Liên tiếp những nghi án tình ái, khi ly hôn, Thanh Lan vẫn chưa đến 20 tuổi
nên dù đã là bà mẹ một con nhưng bà vẫn tràn đầy năng lượng sức sống. Thanh Lan vẫn là mỹ nhân được nhiều người săn đón. Tuy nhiên vì những đổ vỡ, những tủi hờn của cuộc hôn nhân trước đó nên Thanh Lan khá kín tiếng. Bà dính gây án hẹn hò với khá nhiều người nhưng chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận. Người đàn ông đầu tiên phải nhắc đến khi nói về các nghi án tình ái của Thanh Lan chính là nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Thuở ấy Sài Gòn nổi lên hiện tượng cà phê nhạc được giới trí thức, sinh viên và học sinh đặc biệt mê. Mỗi cuối tuần họ đều kéo đến chật kín các quán này để uống cà phê và nghe nhạc sống. Bộ đôi Thanh Lan, Trần Tử Thiên đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả yêu nhạc khi ấy. Họ thường xuyên biểu diễn cùng nhau tại cà phê Hầm Gió. Sau thời kỳ hát chung với Trầm Tử Thiên, Thanh Lan cặp đôi với Vũ Thành An, Nhật Trường, Từ Công Phụng và đều dính gây án tình ái với những người này. Lúc ấy Vũ Thành An đang là cái tên rất nổi trong làng nhạc với loạt bài Không Tên, và Thanh Lan chính là người đã hát rất thành công những tình khúc của ông. Tuy nhiên khi nói đến sự kết hợp của Vũ Thành An và Thanh Lan, người ta sẽ nhắc nhiều đến ca khúc nhạc tình Em Đến Thăm Anh, Đêm 30. Đây là ca khúc phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn, một ca khúc rất trữ tình dành cho tình yêu đôi lứa và được phát vào lúc giao thừa Tết Nguyên Đán, khiến cho người nghe ngậm ngùi hồi niệm một mối tình đã mất. Với ca sĩ Nhật Trường, tức nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, có lẽ Thanh Lan là người gắn bó nhất vì bà không chỉ hát những ca khúc do Nhật Trường sáng tác mà còn thường xuyên song ca với ông trên sân khấu. Thậm chí họ cùng nhau đóng phim ca nhạc và trở thành cặp đôi được công chúng ủng hộ hết mình. Tuy nhiên cả hai chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận hay khẳng định về nghi án tình cảm. Từ Công Phụng và Thanh Lan cũng có một thời gắn bó, nhưng chỉ trong giai đoạn trước khi nhạc sĩ này gặp Từ Dung. Từ Công Phụng và Từ Dung mới là một cặp đôi hoàn hảo cho những đêm diễn trên sân khấu nhỏ của các quán cà phê nhạc ở Sài Gòn dạo ấy. Từ Dung và Từ Công Phụng cũng giống như Lê Yên Phương, là hiện tượng của nhóm nhạc mang chất du ca trình diễn ở sân trường đại học, ở các quán cà phê nhạc, chứ không phải là ở phòng trà vũ trường thời đó. Và họ đúng là một cặp đôi, vừa là bạn diễn vừa là tình nhân công khai trước khán giả. Những nghi án tình ái này của Thanh Lan khiến cho báo giới tốn nhiều giấy mực, nhưng vì không có lời xác nhận nào từ người trong cuộc nên tất cả chỉ dừng lại ở lời đồn. Họ có yêu nhau không? Chỉ mình họ biết. 50 năm qua, Thanh Lan sống một mình cùng con gái. Bà kể có nhiều mối tình, nhiều người theo đuổi xong đều không thể gắn bó lâu dài. Tôi không có cảm giác đơn lẻ vì trước khi sang Mỹ thì ở bên cạnh ba mẹ. Đến khi ở Mỹ thì bên tôi lúc nào cũng có con gái. Hơn nữa niềm vui trong nghề nghiệp giúp cho tôi sống vui vẻ và bận rộn, nên trong nhà thiếu đàn ông cũng không sao. Trải qua nhiều thăng trầm, Chanh Ca cho rằng tình yêu không thể và không nên là tất cả với phụ nữ. Theo Thanh Lan, tình yêu chỉ là hương hoa giúp cho cuộc sống thêm màu sắc, thi vị hơn. Vì thế trong các mối quan hệ khi không còn vui vẻ, đối phương ghen tuông vô cớ, bà sẽ chấm dứt ngay. Cú sốc lớn nhất của đời khi cha mất và phải bán nhà. Trải lòng về cuộc sống ở Mỹ, Thanh Lan cho rằng mình may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác bởi không phải trải qua tháng ngày khó khăn chật vật mưu sinh nơi xứ người. Ông bà tôi là quan lại ngày xưa, từ nhỏ tiền bạc tôi đã không phải lo, bản thân tôi là có sẵn ngoại ngữ nên bỏ ở đâu cũng sống được. Nếu thực sự có khó khăn, tôi cũng không than thở với ai bao giờ, bà khẳng định. Cuộc sống của bà ở Mỹ nhẹ nhàng đơn giản, trái ngược hẳn với sự bận rộn chạy xô ở Việt Nam. Hàng ngày bà dành phần lớn thời gian viết kịch bản, làm thơ, viết hồi ký. Thú vui thư giãn của bà là ngắm hoàng hôn, tập chạy bộ dưới nước. Nhờ cuộc sống lành mạnh mà nhiều người khen tôi trẻ hơn so với tuổi thật, bà cười nói. Cuộc sống lớn nhất đời Thanh Lan là vào năm 2004 khi cha bà qua đời. Lúc này bà chưa hoàn thiện giấy tờ nên không thể về Việt Nam nhìn cha lần cuối. Đối với nữ danh ca, bà là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, nên cảm giác mất mát hụt hẫng bao trùm lấy bà suốt thời gian dài. Gần một tháng sau khi đón nhận tin dữ, bà bị chết đến không ăn không ngủ. Hàng ngày bà chỉ biết viết nhật ký và khóc sưng hai mắt. Để thoát khỏi nỗi buồn, bà phải bán ngôi nhà thân thuộc, chuyển tới nơi ở mới. Vì nhìn cảnh nhà, tôi lại nhớ lúc nghe tin ba mất. Sau 25 năm xa Việt Nam, giờ đây bước trên từng con đường, ăn từng món ngon và nói chuyện với mọi người khiến cho trái tim bà được sưởi ấm.